Giảm béo bằng công nghệ số 1 thế giới. Giảm cân cấp tốc bằng công nghệ đồng hủy mỡ. Đốt mỡ bằng công nghệ không xâm lấn, lấy lại vóc dáng thon gọn chỉ sau vài liệu trình. Đó là những cụm từ mà không ít trung tâm giảm béo tại Thành phố Hồ Chí Minh đang dùng để giới thiệu đến khách hàng. Nếu chỉ nghe thoáng qua thì nhiều người sẽ bán tín bán nghi. Nhưng khi các trung tâm dựng thêm hình ảnh, làm thêm những clip giảm béo công phu, hình ảnh ấn tượng thì có thể nhiều người sẽ tin sau khi xem. Kinh ngạc, nhiều người thốt lên như vậy sau khi xem clip dài chưa đến một phút ghi lại quá trình giảm 19kg của ông Đại tại trung tâm giảm béo công nghệ cao America Clinic. Địa chỉ tại số 54B, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo giới thiệu, trung tâm có liệu trình giảm béo bằng công nghệ LeSharp chuẩn FDA. Clip xuất hiện trên mạng xã hội vào cuối tháng 11 năm 2022, lập tức được nhiều người quan tâm, đặc biệt là những người thừa cân, béo phì. Và câu chuyện của nhân vật trong clip làm dấy lên tia hy vọng cho những người thừa cân, béo phì muốn giảm cân, có vóc dáng thon gọn. Ngoài clip về ông Đại, nhiều người cũng bất ngờ với màn lột xác của chị Ý. Trong clip của America Clinic, chị Ý là người có số cân nặng đến 81kg. Nhưng kinh ngạc là sau khi sử dụng công nghệ LeSharp như quảng cáo, người này tỏ ra mãn nguyện thì giảm được tới 14kg. Sao thầy có tốt không? Chị đi toilet nè, hoặc là thấy rõ ràng luôn cái váng mỡ nó ra theo cái nước tiểu của mình luôn á. Mà cái tiết mồ hôi của mình đó, nó cũng nhờn, mỡ nó cũng đi ra theo cái đường đó luôn. Theo tìm hiểu của chúng tôi, trung tâm giảm béo công nghệ cao America Clinic là nơi xuất hiện nhiều clip có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đến giảm mỡ bụng. Ngoài website ra, trên Facebook và YouTube, America Clinic đăng tải rất nhiều video. Trong đó, riêng YouTube đăng tải hơn 200 video, tổng cộng hơn 9 triệu view. Trong đó có sự xuất hiện của ít nhất 20 nghệ sĩ là ca sĩ, diễn viên, đạo diễn với biểu hiện đau khổ khi có vòng bụng quá khổ, nhưng sau đó nhanh chóng đạt được vòng eo lý tưởng khi sử dụng liệu trình LeSharp. Tuy nhiên, nếu theo dõi và để ý kỹ thì các nhân vật xuất hiện trong những đoạn clip của America Clinic trên đều có chung một mô típ na ná nhau. Đó là đến trung tâm với chiếc bụng to và than vãn về sự bất tiện khi mang phải chiếc bụng này. Nội dung tiếp theo là được nhân viên thăm khám giới thiệu về công nghệ hủy mỡ không xâm lấn LeSharp. Cuối cùng là hình ảnh điều trị bằng máy cho thấy kết quả siêu giảm béo đến khó tin. Và đây là một trong số những clip như vậy. Không phân biệt độ tuổi, giới tính, chỉ cần có nhu cầu giảm béo là có thể điều trị. Cảm giác mỡ mình nó đang tan chảy từ 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 ra. Và mình nằm cảm giác mình đang thư giãn. Mình làm không có nhiều đâu, mình chỉ làm mấy liệu trình thôi mà đã hiệu quả nó bất ngờ như vậy. Nổi tiếng không kém America Clinic trên mạng xã hội là trang Facebook Giảm béo nam giới, Viện thẩm mỹ Korea. Địa chỉ tại 149B, đường Trương Định, phường 9, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Bụng to để Viện thẩm mỹ Korea lo. Đó là tựa đề của một clip thu hút trên 100.000 lượt xem. Nhân vật chính trong đoạn clip dài hơn 2 phút có tên là Minh Tuấn, sở hữu vòng bụng 100cm, nặng 76kg. Nhưng sau liệu pháp Korea Manshap thì thân hình đã trở nên thon gọn như thế này. Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đó là cảm giác của nhiều người khi xem những clip giảm béo tại các trung tâm giảm béo siêu tốc với công nghệ được quảng cáo từ Mỹ, Hàn Quốc, mọc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Một số người tin vào quảng cáo và đã đến những địa chỉ trên để điều trị. Nhưng cũng không ít người thì thắc mắc với những quảng cáo với hiệu quả thần kỳ như vậy và liệu rằng các liệu pháp trên có an toàn cho sức khỏe không? Do vậy, công nghệ giảm béo số 1 thế giới vẫn cần được làm sáng tỏ.